trong tiết tháng 7 Vu Lan để tạo thắng duyên cho những người con Phật, thể hiện lòng thành tâm của mình với ông bà, cha mẹ. Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Kỷ Hợi, tại chùa Vĩnh Thới, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu dân Ikasa Phật lịch 2563. Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Thích Thiện Nhật, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Kiểm tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa Thích Thiện Linh, Phó ban Kiểm tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Thuận, trụ trì chùa Vĩnh Thới. Thượng tọa Danh Cảnh, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Thuận, Trưởng ban tổ chức đại lễ. Đại đức Thích Minh Thành, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Thuận. Đại đức Thích Tuệ Giải, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự, Trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cùng chư tôn đức tăng ni Ban trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Thuận, các huyện thị lân cận và đông đảo tăng ni Phật tử các tự viện. Đến dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Văn Thòn, Phó bí thư thường trực huyện ủy Vĩnh Thuận, ông Nguyễn Bạch Đằng, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Thuận, cùng đại diện các cơ quan ban ngành của huyện và xã Vĩnh Phong, đại diện các tôn giáo bạn. Trước khi bắt đầu buổi lễ là các tiết mục văn nghệ ca ngợi công đức hai đấng sinh thành và cũng tỏ lòng tri ân báo hiếu của phận làm con. Tiếp đó các Phật tử dâng những đóa hoa tươi thắm, cúng dường và mừng khánh tuế lên chư tôn đức sau 3 tháng an cư kiết hạ. Trong giờ phút thiêng liêng, toàn thể hội chúng lắng lòng thanh tịnh, hoài niệm về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ trong lời phát nguyện cảm động của Phật tử Thảo Nhân. Đặc biệt là nghi lễ cài hoa hồng lên ngực áo. Ai vẫn còn cha mẹ thì cài hoa hồng đỏ, ai đã mất mẹ cài hoa hồng trắng. Nghi thức này cũng là một lời nhắc nhở đến tất cả mọi người rằng nếu ai còn cha mẹ, hãy biết trân trọng, yêu thương cha mẹ. Còn những ai kém may mắn mất cha mẹ, thì tưởng nhớ lại những đấng sinh thành, công nuôi dưỡng, chăm sóc. Tại buổi lễ, các Phật tử chùa Vĩnh Thới đã dâng lên những pháp Ikasa để mừng khánh tuế chư tôn đức an cư viên thành thêm một tuổi đạo, để đáp tạ ân đức giáo dưỡng của chư tôn đức, hồi hướng niềm vui đến với sự cúng dường của hàng Phật tử, hoài niệm về ân đức sinh thành của cha mẹ. Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thiện Nhật nhắc lại nguồn gốc, ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ Vu Lan báo hiếu, gắn liền với câu chuyện Mục Liên cứu mẹ. Qua đó, Thượng tọa tán thán tinh thần tri ân báo hiếu của các Phật tử, noi gương đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, dâng những chiếc Ikasa cúng dường chư tôn đức, ngõ hầu báo đáp tứ trọng ân theo tinh thần Phật giáo. Thượng tọa cũng nhắc nhở Phật tử hãy báo hiếu về phương diện tinh thần, phụng dưỡng khi cha mẹ còn hiện tiền và cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh, gia hộ và chúc toàn thể hội chúng có một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa. Dịp này, chùa Vĩnh Thới đã vận động các Phật tử, mạnh thường quân đóng góp để trao tặng 100 xuất quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn thuộc ấp Vĩnh Tây 1, Vĩnh Tây 2, Đập Đá 1, Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận. Mỗi xuất quà gồm có 10kg gạo và một cái mền. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Thiện Linh.